Ồ, nhà thế mà trượt. Nay stream lâu thì anh, hôm nay anh stream hơi lâu. Trốn, bị bọn nó ping rồi các bạn ơi. Anh ơi rank này đua được mà, rank này đua được. Mình đua được với cả Kim Cương, nhưng mình không đua được với cao thủ. Rồi nhá mày. Mày Shojin rồi nhá. Đi thôi. Hello luôn rồi. Hello. Ôi, còn 215 anh em đang xem giờ này thôi ạ. À? Hơi buồn nhưng không sao cả. Bởi vì hôm nay mình stream cũng lâu mà mình stream cũng muộn rồi, không sao. Hy vọng như hôm khác chúng ta sẽ cải thiện được tình hình các bạn ạ. Cảm ơn Đàm Anh Dũng đã tặng 10 sao, hiệu số các ván lịch sử đấu của anh bằng không? Hiệu số á? Sao bằng không được? Ok Đại ơi, cảm ơn Đại nhá. Chưa đánh xong 5 trận à anh? Đánh xong lâu rồi bạn. Đánh cả chục trận rồi. Chết mẹ, lắp Shojin rồi nó lại ra con này sao giờ? Chơi ngu anh em ơi. Không sao nhá, giờ ra con bát là được. Giờ ra con bát là ok. Ôi ôi clear. Anh cảm ơn Minh Thu Đỗ tặng anh 100 sao nhá. Anh cảm ơn Minh Thu Đỗ nhiều nhá em ơi. Tuyệt vời, anh cảm ơn em. Là anh trừ các top lịch sử đấu của anh lại bằng không. Hóa ra là như vậy. 1 cộng 1 cộng 1 3 cộng với 4 bằng 7. 3 cộng 4 đã bằng 7 rồi, còn thừa số 2 mà em. Vẫn thừa một trận 2 kìa. Đã có bằng không đâu. Trời ơi, clear. Úi giời cái lin. Ôi nó vẫn kịp ngắm. Mặc định thắng. Trừ mà cộng gì anh á? Đó. 1 trừ 1, 7 trừ... À, lấy 1 trừ 1 xong rồi lấy 7 trừ 2 trừ 4 trừ 1 thế. Trời ơi, phép toán của em khó à. Nhặt 2 nước mắt được thì tốt. À, mất luôn. Tuyệt vời mặt trời. Lại chơi Ashe vậy. Hí. Đã ăn gian thì ăn gian cho chót. Cho mẹ con này vào đi. Phê lòi. Nhặt được quả ASHE này, phê lòi. Thế là có Shojin với cả cái cung rồi đúng không? Ok nhá. Mình sẽ làm lại ván vừa rồi nhưng mà ở một phiên bản nó đẹp hơn, để cho các bạn xem là giá trị của cái stun nó đến như thế nào. Bởi ván trước ấy nó mới chỉ là 50% công lực thôi, của con Ashe thôi, nói thật đấy. Con Ashe mà nó đúng đồ, nó 100% công lực thì nó kinh lắm. Ỉa đùn mất. Rồi không ỉa đùn. Phê lòi các bạn ạ. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Nấc 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 nấc. Nấc cụt nấc cụt. Thế này là mới gọi là sung sướng này. Bây giờ ra cho con Javan là được rồi. Javan 1 được rồi. Trận trước mình đã bảo đấy, cái trận trước lúc mà mình chơi ấy, mình bảo với các bạn là trận này kiểu gì cũng top 1 này, các bạn không tin. Cuối cùng mình top 1 luôn rồi đấy đúng không? Lên đỉnh Phù Vân con mẹ luôn. Ôi đẹp quá, wombo combo. Wow wow. Làm cái nữa bạn ơi. Hất tung. Cho ra ban bạn ơi. Úi dồi ôi. Nữa, bài biết chơi game quá. Bài của tôi biết chơi game các bạn ạ, bài ấy. Cái bài này của tôi nó biết chơi game ấy, chứ không phải là tôi biết chơi game nhá. Cái bài này nó biết chơi vãi đái luôn. Rồi lại ngồi đếm Javan thôi. 1. Các bạn đã 2 pro đâu đúng không? 2 3 4 5. 10 con 5 à. Sàn mới có 5 con à. Ngon. Kháng phép. Thật không muốn đâu em ơi. Vì mồm anh thối răng anh sâu. Thật không muốn là như vậy đâu. Địt khăn mẹ. Trời bời gì cứ kiểu như thế này. Địt mẹ game rác thật chứ. Địt. Sai luôn. Hey, tự dưng được con ASHE 2. Tự dưng lại được con ASHE 2 các bạn ạ. Chơi game chỉ biết bấm thôi. Ôi tôi chết con mẹ rồi. Ông kia 2 Shojin kìa. Thôi chết con mẹ tôi rồi. Cảm ơn Vũ Ngọc Hiếu đã tặng 10 sao, game nhái VL. Lại game nhái. Lại game nhái. Xin nhá. Tôi này phải roll đã xong mới up level nhở. Tôi này chắc mình phải roll một tí ha. Mình không roll được con Java này mình không chơi được đâu. Java luôn, ra Java luôn đỡ phải roll. Đủ lắm vậy trời. Ôi. 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 Roll gì nữa. Ôi. Rồi, bắt đầu hơi quá chớn rồi nha. Game rác, mình biết mà, mình biết là game rác mà. Mình xin lỗi các bạn nhá. Nhưng mà mình xài hết tiền để cho cân bằng rồi đấy. Mình đã xài hết tiền để cho game mà cân bằng rồi. Các bạn đừng đổ tại mình nữa nhá. Ui, mãi mãi là bao giờ? Mãi mãi là bao lâu? Cứ mình thôi. Cảm ơn Vũ Ngọc Hiếu đã tặng 10 sao, mất mic DCA ơi. À, anh tắt mic, anh xin lỗi mọi người. Được, mẹ lại mic đờ mờ rồi, ok, anh xin lỗi mọi người. Anh thật lòng xin lỗi. Có nên roll luôn không nhỉ? Ngon. Bình tĩnh nha, không mất mic nữa này. Thề với các ông là không mất mic nữa. Khó chịu chưa? Cứ đứng im thôi. ASHE 2 stun 3 giây cứ đứng im thôi. Lên ASHE 3 thì đứng hình thôi. Khó chịu, bài này khó chịu mà. Nếu mà tiếp tục là một trận nữa lên ASHE 3 tôi sẽ lại không dùng đến con Zana để kích đồ nữa nhá. Tôi không búp đồ Zana nữa các bạn ạ. Ôi. Rồi. Chưa có xin ra Javan chúng ta sẽ không dùng con đấy nữa nhá. Chưa dùng giới hin vội. Có một con Blitz, hai con Blitz. Một con ASHE khó chịu. Con Sako, con Shinra này, Shinra khó chịu này. Shinra đổi bên là thắng. Ấy, đổi bên là thắng. Ui, nhưng mà bị ăn ngủ liên tục này thì thua ấy. Rồi, choáng liên tục. Đúng rồi. Rồi. Ui, vừa mới soi xong các bạn ạ. May thế, mình vừa mới soi cái bài này xong. Má, mình không soi bài này, mình không đổi bên là mình thua đấy. Cái góc bắn nó không được chuẩn cho lắm ấy, hiểu không? Này, may là Mạnh thông minh. Túc Trí Đam Mưu. Đủ vời. Lực quá các bạn ơi. Đúng vậy, bây giờ ta kiếm một cái BF cho Deco này. Được 12, cái này nó stun cho gì. Aku đứng hình mất 10 giây. Lực quá. Bài cứ thế thôi. Rồi, không stun là con Gna hơi mệt thôi. Rồi, thua luôn. Rồi, nó bắn cho tè mỏ. Lẽ 7, 20 tiền giàu thế. Ông bị giàu quá. Tôi giao Javan sao giờ các bạn? Không giao Javan sao chơi. Ui, ông này cầm lòng Javan thế. Ngon. Mười. Định tham một cú ra Javan 2 luôn á, không được á. Rồi, có attack speed rồi, thôi Sako đừng im rồi. Đừng im đến hết đời bạn ơi. Ôi, tôi xong rồi, nó tỉnh rồi. Cho đứng im tiếp bạn ơi. Cho đứng im hai thằng này. Khè cái gì mà khè hả bạn? Ôi, tôi roll thế mà tôi không ra là con Ashe kìa các bạn kìa. Gaming. Chịu gaming. Xí chịu. Định nhặt con rồng mà thôi á. Về lăn lộn cũng ghê đấy. Good job. Nhanh trí nên cô Savan à? Có nên nhanh trí không ra được, phải tội thèm đến cô Savan lắm thế này. Là không biết là tôi có nên nhanh trí không ấy các bạn ạ. Ôi, từ nhá. Bài nó đang áp thun thút như này, cứ bình tĩnh nha. Tôi sẽ bán Savan đi này. Tôi không ý định, à nhầm, xin giao, tôi không ý định lên xin giao 3. Rakan 2, Savan 2 là ok. Chuẩn bị bỏ con này đi thay bằng hai con bí ẩn này các bạn này, đấy. Còn bây giờ cứ để tạm hút máu đã cho con Ash nó hút máu được một tí. Người làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi. Ôi tôi chết rồi, lại gặp bài Sindra rồi, chưa đổi bên rồi. À nhưng mà ván này thì cân bằng rồi. Ván này cân bằng rồi, không có điểm hở nữa rồi. Thôi chết tôi rồi. Đi luôn rồi. Mình không có kháng phép các bạn ạ. Đủ me. Bài này 8 rồi đấy. Mà 4 nước mắt nữa này. Úi dồi ôi, bài này căng lắm ấy các bạn ơi. Bây giờ mình phải lên 8 cho hai bí ẩn vào. Đó. Fuck gaming. Đó. Ván này mình tốn nhiều tiền để nuôi con Ash và con Neko quá. Mãi không lên level gì cả. Bực cả mình. Đấy, với cả mình không có kháng phép á. Hai kháng phép mình làm hai cuồng đao rồi nên mình bị thiếu kháng phép ấy. Mình phải làm cái máy chiếu này các bạn này. Ui, thiếu 1 đồng rồi. Ô, sót quá. À, trở lại bán nó đi. Sót quá. Máy chiếu được á. Máy chiếu thì con Neko đặt đâu cũng được. Còn lại một cái dao điện static à? Nếu như mình làm theo hướng khác thì là tim băng à? Tim băng thì còn lại là cung xanh cho giới hin cũng đẹp. Nhưng mà máy chiếu thì sẽ cao tờ được bài Sindra về lết. Bởi mình đang chưa lấy cái gì để ăn được bài Sindra cả. Thôi hay là làm tim băng đi. Cung xanh tim băng thì tí cho giới hin nó phụ đam nữa. Cũng được. Không tí mình nhặt máy chiếu sao vậy? Thua này, thua test đít luôn. Mà cũng không thua được. Tim băng chỉ cháu lắm nha. Tí nữa Sindra mà nó nhả cho ỉa chảy đấy. Con Sindra đấy còn sắp 3 nữa. Lấy tạm cái bí ẩn vào đã. Xem con Blitz không nhá. Còn một con Blitz này. Con Echo Lock này. Để nhanh thì mình sẽ cao tờ được sát thủ. Xin ra 3 rồi á. Mình còn chưa lên level 8 đây. 36 kìa. Thiếu 1 tiền kìa. Nhanh trí bán ngay Neko đi. Xem có nhiều Neko không nào. Ui Sakuba không có Neko cũng hơi mệt đấy. Ui nhà lại đang bắt Neko rồi. Thôi nhanh trí bán đi. Ôi may quá. Ui, anh cần em. Anh thực sự cần em. Ô sao cô tàng hình đi đâu rồi bạn? Nào, ULTI. Đúng rồi. ULTI. Đúng rồi. Bắn nó. Ulti, đúng rồi. Đứng hình chưa? Đứng hình chưa? Ok nhá. Tích tiền tiếp các bạn ơi, tích tiền lên 9 thôi. Cái này có chiếu là ngon này. Vệ binh tung tóe mà để ông này ông nhặt thì thôi luôn đấy. Ông mới nhặt được rồi. Đủ, mình có nên nhặt cái vệ binh tung túy này không nhỉ? Mình cần con Rakan lên 2 quá à? Thôi, kệ đi. Để con này đi. Thế cần thì mình neko, sợ cái gì đúng không? Kiểu gì con này của mình trả lên 2. Sợ cái gì anh em ơi? Sợ ông này thôi. Ông Sako cầm cái đại bác đi rồi à? Nhở, sao mình không cho SHOJIN nhở? Chuẩn luôn chứ, mình phải cho SHOJIN đúng rồi. Tí mình chuyển cho SHOJIN các bạn ơi. Đừng ngủ tôi, đừng ngủ tôi. Mẹ mày đừng ngủ tôi. À, đồng hốp quá à? Bài này khỏe quá. Bài đồng hốp quá. Không sao, sao. Chúng ta bán đi, chúng ta con Rakan vẫn 1 mà, lo cái gì? Rakan được. Đằng nào bây giờ nhá, chúng ta cũng chưa có con Zana thì cứ để con SHOJIN như này đã, lo gì. Tí nữa khi nào có Zana chúng ta phải tính, đúng không? Ông này kéo mẹ cả SHOJIN luôn. Lốc ra van. Ui, ui, ghê đấy. Đi rè cũng ghê đấy. Ui, áp sát cũng nhanh thế. Ui, áp sát cũng nhanh đấy. Ghê bro. Ông này vẫn 2 cái neko rồi, chưa thèm sai này. Toàn, còn lại toàn ông nhân phẩm thôi. Mình có mỗi mình là đen thôi. Sai còn lại toàn nhân phẩm. Mỗi mạch mèo là đen. Đủ mèo này ghê quá. Bây giờ mới có neko. Ui, chiếu. Bắt tạm đi. Bây giờ mình gặp bài này đúng không? Vừa gặp bài này chưa? Vừa nãy gặp bài này, bây giờ có thể là gặp bài này luôn. Bài này có một con Blitzcrank khá là khỏe. Gặp bài Shinra để chiếu Ozavan. Sao ông này không lốc con Ashe lên? Ông ấy sợ là mình đổi vị trí à? Thôi xong rồi, Ire bất tỉnh rồi. Ire bất tỉnh rồi bạn ơi. Úi dồi né. Bắt con này để kích cầu ra Lulu cái, lấy 4 vũ trụ cái. Ôi 222 nhá bạn ơi, 222. Ui ngon. Mất gì đâu các bạn, cứ khóc là đen đi. Ui giời ơi. Ui xề ê. Ui ông Echo kia thắng được luôn kìa, hay thế. Ông này mình đánh được, ông này mình đánh ngon. Hết Blitz chưa? Ủa vẫn còn con Blitz ạ, điếm thế. Còn con Blitz là mình không bỏ được các bạn ạ. Ui ông này threat để ngoài luôn. Chơi trội cùng đồng đội à? Sờ tan thằng Sako. Ủa chết rồi. Sờ tan sai hướng rồi bạn ơi. Không sao sao sao, một lúc nữa là đúng. Đúng rồi, con Sako đứng im rồi. Ngôn ngũ công tanh hộ rồi, vỡ mồm rồi. Ôi tôi chết rồi. Tôi chết rồi, chết tôi rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết tôi rồi. Ôi chết rồi, chết rồi. Chết tôi rồi. Lại cứ là ổn nhá. Vẫn ổn áp. Ồ, ông Phép còn không? Ông Phép vẫn còn ạ. Ui nãy giờ ra nhiều cái này thế. À cái ông Phép này khỏe quá. Còn hoài thôi. Mình sẽ bỏ cờ nha các bạn nhá. Mình sẽ bỏ cờ á. Rồi ok mình chấp cờ không sao cả. Miễn là mình chiếu được thôi. Đủ. Con Zana kia. Rồi vẫn thua. Vẫn thua luôn, con Zana nó khỏe quá. Sao giờ? Người ta level 8, người ta Zana 2, đủ mé không chơi. Ngồi đi chợ về có thể mình lên level nhá. Có thừa thìa làm gì không? Thìa không để làm gì rồi, nhặt đồ lớn thôi đúng không? Giáp máu được thì ngon. Giáp máu rồi. Có Rakan không? Không có đúng không? Giáp máu nha các bạn nhá. Giáp máu Java nó thả được cái cờ là ok rồi. Ờ 20 thì là 46 với là 48. Lên xong cho được con Thresh vào rách quá nhở. Urgot à? Ừ, cho con Urgot vào ngon hơn á. Ông ấy sắp Neko 3 rồi. Mình nhả Neko cái người ta có khi lên Neko 3 luôn đấy. Ui có Ireba gì không? Không đúng không? Thế thì cứ tằng tằng mà roll. Bài này có tiên phong đâu. Bài này không có tiên phong các bạn ơi. Lên Rakan 2 luôn. À, ok không đuổi được chỗ rồi. Ui chết rồi. Con Ire đứng trước mặt áp rồi. Ô con Ire đứng trước mặt con áp nhưng nó bị choàng đến chết rồi. Thôi. Chết toi anh em ạ. Cứ thế thôi. Xong em lại bảo là hên. Xong em lại bảo là chí chó.